Chào các con, hôm nay chúng ta lại tiếp tục học bài 54, bài ở nhà của các con. Trong môn học vần gồm có hai vần, đó là vần ung và vần ưng. Bây giờ cô và các con cùng tìm hiểu. Âm thứ nhất, vần ung gồm có âm u đứng trước, âm ngờ đứng sau. Đánh vần u ngờ ung, u ngờ ung, u ngờ ung, đọc trơn là ung ung. Có vần ung chúng ta thêm âm sờ và dấu thanh sắc, ta được tiếng súng. Các con đọc: sờ ung sung sắc súng, sờ ung sung sắc súng, sờ ung sung sắc súng, đọc trơn là súng. Các con đọc lại: u ngờ ung sờ ung sung sắc súng, u ngờ ung sờ ung sung sắc súng. Tiếng súng có trong từ bông súng. Các con đọc lại: u ngờ ung sờ ung sung sắc súng, bông súng, u ngờ ung sờ ung sung sắc súng, bông súng. Các con quan sát tranh thứ nhất. Bức tranh thứ nhất vẽ, đây là một loại bông, mà bông này là bông súng. Khác với bông sen vừa rồi chúng ta học, bông súng cũng thường hay ở mọc ở những bùn đầm lầy. Lá thì nó cũng tương tương giống như lá sen nhưng mà nhỏ hơn. Còn bông súng, những cái bông này cánh hoa hẹp hơn, hẹp hơn. Và bông súng, người ta còn dùng bông súng này để luộc ăn, chữa bệnh những người lớn mà bị bệnh sạn sạn thận là người ta hay dùng bông súng này luộc ăn để nó bắn sạn ra. Đó là bức tranh vẽ về bông súng. Đây là từ thể hiện chữ viết: bờ ông bông, sờ ung sung sắc súng, bông súng. Các con đọc lại: bờ ông bông, sờ ung sung sắc súng, bông súng. Tiếng súng có vần ung hôm nay các con học. Nếu bạn thấy video này hay và hữu ích thì hãy bình luận cảm ơn ở phía bên dưới để chúng tôi có thêm nhiều động lực để làm ra được những video hay hơn nữa nhé. Và đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và bấm vào cái hình chuông ở phía bên cạnh để xem được những video sớm nhất. Vần thứ hai cũng có ba âm ghép lại: âm ư đứng trước, âm n đứng giữa và âm g đứng cuối, nhưng cũng chỉ có hai âm là âm ư và âm ngờ. Các con đọc: ư ngờ ưng, ư ngờ ưng, ư ngờ ưng, ư ngờ ưng, đọc trơn là ưng ưng. Vần ưng có trong tiếng sừng: sờ ưng sưng huyền sừng, sờ ưng sưng huyền sừng, đọc trơn là sừng. Các con đọc lại: ư ngờ ưng sờ ưng sưng huyền sừng, ư ngờ ưng sờ ưng sưng huyền sừng, đọc trơn là sừng. Tiếng sừng có trong từ sừng hư, sừng hư, sừng hư. Các con đọc lại: ư ngờ ưng sờ ưng sưng huyền sừng, sừng hư. Các con quan sát tranh thứ hai. Bức tranh thứ hai, đây là vẽ một chú hươu và đây là cái sừng của hươu, sừng của hươu. Người ta nhìn cái sừng này, người ta đoán được con hươu bao nhiêu năm. Mỗi một năm là hươu ta chỉ mọc ra một đoạn, một tí một đoạn, rồi cứ lớn dần theo năm tháng, cứ càng lớn thì sừng càng cao và càng to. Đây gọi là sừng hươu và đây là chú hươu con. Chú hươu này và đây là thể hiện chữ viết: sờ ưng sưng huyền sừng, hờ ưu hươu sừng hươu. Chúng ta đọc lại: sờ ưng sưng huyền sừng, hờ ưu hươu sừng hươu. Vần ưng chúng ta đọc có trong tiếng sừng, có trong tiếng sừng. Cô và các con đọc lại: ư ngờ ưng sờ ưng sưng huyền sừng, sừng
hưng ư ngờ ưng sờ ưng sưng miền sừng sừng hưng. Cô và các con đọc tại toàn bài. Hôm nay chúng ta học hai vần, vần ung và vần ưng, giống nhau ở điểm nào? Giống nhau được kết thúc bằng âm g, âm ngờ. Được kết thúc bằng âm ngờ. Khác nhau âm đầu là vần ung có âm u, vần ưng có âm ư. Cô và các con sẽ đọc lại toàn bài. U ngờ ung, sờ ung sung sắc súng, bông súng. Chúng ta đọc lại. U ngờ ung, sờ ung sung sắc súng, bông súng. Ư ngờ ưng, sờ ưng sưng huyền sừng, sừng hưu. Chúng ta qua phần luyện từ. Từ thứ nhất, cờ ai cây, sờ ung sung, cây sung. Các con đọc lại. Cây sung. Cây sung là một loại cây có trái cũng vừa vừa, thường hay bám trong thân cây. Cây sung người ta dùng thường hay những ngày lễ, những ngày Tết, người ta hay chưng cho đủ các loại hoa quả là dừa, đủ, dừa đủ sung, ví dụ như vậy, hoặc là xoài dừa đủ sung, vân vân. Người ta thường hay đặt theo câu mà trưng ngũ quả trong những ngày Tết. Còn quả sung còn có tác dụng người ta dùng để muối chua, muối chua ăn chua để chữa bệnh. Và người ta dùng để phơi khô, sắc phơi khô, sắc nước uống cũng để chữa bệnh. Người ta thường hay chữa bệnh các khối u mà có trong người, ăn quả sung này nó sẽ tiêu. Từ tiếp theo chúng ta đọc. Trờ ung trung, thờ u thu, trung thu. Các con đọc lại. Trung thu. Trung thu là thường vào rằm tháng 8. Rằm tháng 8 âm. Các con được phá cỗ trung thu, đi chơi rước đèn trung thu. Và hiện nay nhà nước chúng ta cũng thường hay tổ chức các buổi trung thu cho các cháu rất là vui, tổ chức văn nghệ, tổ chức hát hò và tổ chức làm nhiều trò rất là vui. Từ tiếp theo chúng ta đọc đó là cờ u cu hoài củ, gờ ưng gưng huyền gừng, củ gừng. Các con đọc lại. Củ gừng. Người ta thường hay trồng gừng để khi nấu chè bỏ vào một tí cho nó ngon, hoặc là hãm trà bỏ gừng vào uống ấm bụng. Rồi gừng người ta còn dùng để làm gia vị, gừng làm mứt gừng, vân vân. Gừng làm rất là nhiều loại. Và những em bé mà bị chướng hơi, người ta cũng dùng gừng này chưng với mật ong cho các em bé uống, sau 10-15 phút là sẽ hạ. Đây là củ gừng. Từ tiếp theo chúng ta đọc. Vờ ui vui, mờ ưng mưng huyền mừng, vui mừng. Sau khi các con học giỏi, được điểm tốt, được xếp loại xuất sắc, tốt, giỏi, thì bố mẹ các con thường hay thưởng quà cho các con rất là vui mừng. Hoặc là đến lớp học, qua một bài toán các con làm đạt điểm cao, cô giáo khen trước lớp, các con cũng vui mừng đúng không? Vào những dịp hè, bố mẹ thưởng cho các con học giỏi thưởng cho các con các chuyến đi du lịch tham quan, các con cũng vui mừng đúng không? Đó là từ vui mừng. Cô và các con cùng đọc lại bài. Cờ ai cây, sờ ung sung, cây sung. Trờ ung trung, thờ u thu, trung thu. Cờ u cu hoại củ, gờ ưng ưng huyền gừng, củ gừng. Vờ ui vui, mờ ưng mưng huyền mừng, vui mừng. Chúng ta đọc trên. Cây sung, trung thu, củ gừng, vui mừng. Qua từ, các từ mà các con vừa mới luyện đọc, tiếng nào có vần hôm nay học? Tiếng trung có vần ung, tiếng sung có vần ung, tiếng gừng có vần ưng, tiếng mừng có vần ưng. Đó là những tiếng mà hôm nay chúng ta học có vần ung, vần ưng.
Chúng ta chuyển sang phần luyện viết. Ung ngờ ung, ư ngờ ưng, bờ ông bông, sờ ung sung sắc súng, bông súng, sờ ưng sưng huyền sừng, hờ ư hư, sừng hư. Qua phần luyện viết, những con chữ được viết đâm ly, đó là con chữ G, con chữ bờ và con chữ hờ. Tất cả những con chữ còn lại chúng ta viết hai ly. Riêng chữ sờ, hai ly và nét xoắn nhích lên một phần hai ly nữa. Chúng ta đọc trơn. Ung, ưng, bông súng, sừng hư. Chúng ta quan sát trang 2 ở bức tranh thứ nhất. Bức tranh thứ nhất vẽ gì? Bức tranh thứ nhất vẽ gì? Đây là bức tranh vẽ về mặt trời. Đây là bức tranh vẽ về sấm sét. Và đây là bức tranh vẽ về mưa. Cô và các con cùng luyện đọc qua từ. Khờ ông không, sờ ân sơn, mờ a ma huyền mà, đờ o đo hỏi đỏ. Chúng ta đọc không sơn mà đỏ. Không sơn mà đỏ. Không sơn mà đỏ. Khờ ông không, gờ o go ngã gõ, mờ a ma huyền mà, kêu kêu. Không gõ mà kêu. Không gõ mà kêu. Chúng ta đọc lại. Không gõ mà kêu. Khờ ông không, khờ eo kêu huyền khều, mờ a ma huyền mà, rờ ung rung nặng rụng. Không khều mà rụng. Không khều mà rụng. Chúng ta đọc lại. Không sơn mà đỏ. Không gõ mà kêu. Không khều mà rụng. Chúng ta đọc lại. Không sơn mà đỏ. Không gõ mà kêu. Không khều mà rụng. Đó là khổ thơ viết về ba bức tranh ở bên trên. Các con đọc là những gì, các con đọc là những gì, là những gì. Đây có dấu hỏi chấm, đây là câu hỏi, người ta hỏi qua ba câu thơ ở trên là chỉ về ba bức tranh là những gì. Vậy bức tranh thứ nhất vẽ gì các con? Đây là bức tranh vẽ về ông mặt trời. Ông mặt trời, người ta không sơn mà đỏ, nắng lên nó có màu đỏ. Và đây bức tranh vẽ, đây là bầu trời xám xịt này, không? Bầu trời xám xịt, mây đen kéo tới. Và đây là những tia chớp. Tia chớp, đây gọi là sấm sét. Sấm sét, khi nó đánh lên nó nổ đùng đoàn, không? Và đây là cũng là đám mây. Đám mây đây, đám mây xám, rồi dần dần nó chuyển ra sang đen. Rồi, sau đó sau còn đám mây rồi bắt đầu những hạt mưa rơi sẽ rơi xuống. Những hạt mưa rơi đã rơi xuống. Người ta bảo là không khều mà rụng. Chúng ta đọc lại. Không sơn mà đỏ. Không gõ mà kêu. Không khều mà rụng. Là những gì? Chúng ta xuống tranh luyện nói. Bức tranh thứ hai phần luyện nói đã vẽ gì? Các con quan sát. Cô và các con tìm hiểu qua nội dung bức tranh. Rờ ưng rưng huyền rừng, thờ ung thung, lờ ung lung ngã lũng, sờ ui xuôi sắc suối, đờ eo đeo huyền đèo. Các con quan sát rồi. Đây bức tranh vẽ về rừng. Rừng ở đây có những đồi núi cao thấp khác nhau. Có đồi thì rất là cao, có đồi thì thấp. Còn núi thì cao chót vót. Núi là rất là cao, còn đồi là nó triền triền và nó theo từng bậc tùy theo ngọn đồi. Và trên những cái đồi này và trên những núi này
Người ta trồng cây cối thành từng rừng một. Người ta gọi đó là rừng. Đây, cây cối mọc xung quanh gọi là rừng. Ở trong cái rừng này nó có một cái thung lũng, nó sâu xuống dưới này, ở đây sâu dưới này, và dưới này người ta trồng lúa. Người ta chia ra từng ô một và trồng lúa và dẫn nước vào trong đây. Đây là gọi những cái ruộng lúa, người ta gọi nó là thung lũng. Đây, đây là những ruộng lúa. Và trong rừng này thường có những ngọn suối chảy từ trên nguồn chảy xuống. Đây, đây là ngọn suối màu xanh xanh. Theo các cái vách đá mà nó chảy xuống. Còn đèo, đèo ở đây là qua những ngọn núi, ngọn đèo có những con đường, có những con đường mà người ta đi qua xung quanh những cái núi này để qua bên kia, người ta gọi đó là đèo. Đèo thường hay quanh co, khúc khuỷu đó, những cái đường ở trên đây người ta gọi nó là đèo. Chúng ta đọc lại: rừng, thung lũng, suối, đèo. Các con đọc lại: rừng, thung lũng, suối, đèo. Qua bài các con vừa học, tiếng nào có vần hôm nay học? Tiếng rụng có vần ung, tiếng rừng có vần ưng, tiếng thung lũng có vần ung. Đó là những tiếng có vần hôm nay học. Cô và các con đọc qua bài. Ung ngờ ung, sờ ung sung sắc súng, bông súng. Ư ngờ ưng, sờ ưng sưng huyền sừng, sừng hươu. Cây sung trung thu, củ gừng vui mừng. Ung ưng, bông súng sừng hươu. Không sơn mà đỏ, không gõ mà kêu, không khều mà rụng, là những gì? Chúng ta đọc lại lần nữa. Không sơn mà đỏ, không gõ mà kêu, không khều mà rụng. Đây là khổ thơ được viết hoa. Tất cả các chữ không này được viết hoa chữ K và người ta được in thẳng hàng. Rừng, thung lũng, suối, đèo, mỗi từ được cách nhau bởi một dấu phẩy, cho nên các con ngắt hơi. Rừng, thung lũng, suối, đèo. Từ bài này trở đi các con, những cái phần nào mà các con đã đánh vần được rồi, thuộc lòng rồi, chúng ta không cần đánh vần nữa. Và chúng ta sẽ đọc trơn và sẽ đánh vần những tiếng nào mà mới học, chưa thuộc. Những tiếng nào mới học, chưa thuộc, các con cần đánh vần đi lại nhiều lần để chúng ta nắm chắc vần, tiếng từ cho chắc. Cô chúc các con học giỏi. Cô chào các con. Hẹn các con ở tiết học sau nữa. Nếu bạn thấy video này hay và hữu ích thì hãy bình luận cảm ơn ở phía bên dưới để chúng tôi có thêm nhiều động lực để làm ra được những video hay hơn nữa nhé. Và đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và bấm vào cái hình chuông ở phía bên cạnh để xem được những video sớm nhất.